góc kẹp trong chân cho nó chín ha. Đó rồi, lúc đó mọi người kẹp làm sao nè, đi theo cái chiều nè, nó vuông góc xong là kéo từ từ ra. Tóc duỗi mọi người đừng có kéo mà nhanh quá, có nghĩa là chín. Đó. Cái tóc dài mọi người đứng xa ra, đừng có khum khum gì hết. Cuộc đời mình không cúi với nhiều rồi, giờ mình không gì nữa. Đây, kẹp trong chân cho nó chín. Rồi đi chậm chậm nè, đoạn này là tóc khỏe nè. Tóc khỏe thì đi chậm chậm từ từ nè. Đó. Đó, khỏe nè, khỏe nè, khỏe nè, khỏe nè. Tới cái thân này hơi yếu xíu trung bình nè. Đó. Và cái ngọn của đây nè là nó hơi yếu nè, đi nhanh hơn. Thấy nha, có nghĩa là mình phải chưa? Từ đây tới đây là tóc non. Từ đây tới đây là tóc khỏe. Từ đây tới đây là trung bình và cái ngọn là yếu. Mọi người không có kẹp cùng một cái tốc độ được. Nha. Đó. Kẹp ra. Không có khum khiết gì đây nha, phải đứng xa ra. Rồi mọi người chia là đối với những cái tóc dài nè. Đó. Bỏ đây nè. Hèn rồi nè, lật lật cái này lên, lật lên đây nè. Đó. Hèn gian ra tay chút. À. Rồi dở lên, khỏi cần bắt tóc gì thân mệt lắm. Nè. Chia. Rồi, vuông góc nè. Kẻ tóc chân vuông góc nè. Trong chân vuông góc 1 2 3 4 5, kẹp sao mà cho nó chín tóc á. Có nhiều người hỏi là kẹp sao mà tới dẹp nào thẳng vậy thôi. Rồi khi nó chín trong chân rồi, mình ngâm cái thân nè, đi chậm chậm thôi. Tóc duỗi mọi người vuốt quá nó sẽ bị tưa, nó phùng, nó xù như con nhím đó. Rồi đi nè, kéo ra nè, mọi người thấy không, vuông góc với mình nè. Đó đó. Và tới cái ngọn kéo nhanh chút nè. Nha, thì mọi người thấy nha. Rồi ở đây, mọi lấy ra. Kéo tóc ăn gian qua, kẹp phụ thằng phía sau xíu là kêu xóa đường ngôi trực tiếp nè. Rồi này đi chậm chậm nè. Đó, tới cái phần nào khỏe thì đi chậm chút, phần nào mà yếu thì đi nhanh chút xíu, còn cái ngọn mà nó yếu á, yeah, thì mình chừa ra luôn. Thì cái tóc khỏe này đi độ từ 200 tới 220, cái tóc trung bình đi từ 180